Chào mừng bạn quay trở lại với kênh YouTube tập yoga của blog Yogi Travel VN. Và mình là Thương Bình. Bài tập yoga ngày hôm nay sẽ là cách tập và các lỗi sai thường gặp khi tập động tác tư thế chiến binh số 2. Tư thế này có tác dụng tăng lực lên bắp đùi và mở rộng được phần vai, phần lồng ngực cho bạn, đồng thời tăng khả năng thăng bằng và tăng sức chịu đựng lên phần hông và phần bắp chân. Nào, mình chạy thảm ra và bắt đầu thôi nha. Từ vị trí giữa thảm, bạn hãy đi lên đầu thảm, mũi chân khép lại, gót chân mở ra, hai tay chống lên hông, giữ lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước. Mình bước chân trái ra phía cuối thảm, bước dài xuống gần cuối thảm luôn và đặt ngang bàn chân, mũi chân hơi chỉ về phía trước một chút xíu, hoặc là bạn để ngang chân, mép chân bên trái song song với mép thảm phía sau. Và từ vị trí này, bạn xoay hết mặt về phía trước, về phía ngang của thảm. Có hai cách để bạn đặt chân. Cách thứ nhất là gót chân trước và gót chân sau thẳng hàng nhau. Cách thứ hai là gót chân trước thẳng hàng với điểm giữa của bàn chân sau. Thì tùy vào sự linh hoạt của khớp hàng mà bạn có thể đặt ở vị trí nào mà bạn cảm thấy thoải mái nhất. Mình thì mình thích đặt gót chân này thẳng hàng với gót chân kia. Từ vị trí mặt ở phía trước, bạn xoay hết về vị trí ngang và cảm giác toàn bộ người bạn mở ngang trong mặt phẳng này. Hai tay của bạn chống lên hông và bắt đầu khuỵu đầu gối bên phải, đẩy đầu gối bên phải tiến thẳng hàng, đầu gối phải về phía trước, khuỵu thêm chút nữa cho tới lúc nào mà đầu gối và cổ chân của bạn vuông góc 90 độ thì bạn giữ ở đây. Hít một hơi thật sâu, mở ngang hai tay ra, kích hoạt các ngón tay duỗi dài về phía hai bên và kéo cho vai bạn đi xa nhau ra. Hai tay vươn dài, rồi xoay mặt, nhìn hết về phía trước, về phía tay phải. Đây là tư thế chiến binh số 2. Giữ ở đây một vài nhịp, cảm giác phần háng mở rộng ra. Hai bàn chân đạp chắc dưới sàn, đặc biệt là mép chân trái ở phía sau. Hít sâu, rồi thở dài chống tay lên hông, xoay mặt và thẳng chân phía trước ra. Bước chân trái lên đầu thảm và quay lại tư thế trái núi. Bây giờ mình sẽ tập cho chân bên phải. Từ vị trí này, hai tay bạn chống lên hông, bước chân phải của bạn dài ra sau, gần cuối thảm luôn. Mép chân song song với mép thảm, khuôn mặt xoay ngang và giữ người ở mặt phẳng ngang, hai tay bạn chống lên hông, giữ chắc người ở đây, khuỵu đầu gối bên trái, khuỵu cho tới lúc đầu gối và cổ chân của bạn vuông góc nhau. Từ vị trí này, bạn dang ngang hai tay, rồi xoay mặt nhìn về phía tay trái. Đây là tư thế chiến binh số 2. Hít sâu, thở dài ra. Một nhịp nữa hít vào sâu, rồi thở dài ra, chống hai tay lên lưng, thẳng đầu gối, xoay mặt về đầu thảm và bước chân phải lên đầu thảm trở lại. Đó là tư thế chiến binh số 2. Bây giờ mình sẽ chỉ ra một vài lỗi mà các bạn thường gặp, nhất là những bạn mới tập yoga thường gặp khi tập động tác này. Lỗi thứ nhất là lỗi rướn nhiều người về phía trước. Bạn không giữ được thân, bạn vuông góc với mặt sàn mà bạn rướn nhiều về phía chân. Đây là lỗi sai đầu tiên. Đây là tư thế chiến binh và đây là lỗi sai mà một số bạn mới tập yoga thường mắc phải. Để khắc phục được lỗi này thì bạn hãy đứng thẳng hai đầu gối lên trước, giữ hông chặt lại, mặt và toàn bộ người xoay hết về mặt phẳng bên này. Từ vị trí này, bạn vươn hai tay lên trời, kéo các ngón tay dài và rướn dài lườn lên, giữ cố định phần thân trên và bạn khuỵu đầu gối bên phải, khuỵu chậm, khuỵu tới lúc mà đầu gối vuông góc với cổ chân thì bạn mới mở ngang hai tay và nhìn về phía trước. Lúc này bạn sẽ cảm nhận được
phần người và phần hông của bạn vuông góc với nhau. Hít vào, nâng người lên. Đó là lỗi sai đầu tiên. Lỗi sai thứ hai là bạn đẩy đầu gối quá xa, vượt quá mũi chân. Đây là tư thế chiến binh số 2 đúng. Đây là tư thế chiến binh số 2 sai. Bạn đẩy đầu gối quá nhiều về phía trước, dẫn tới người bạn bị rướn về phía trước và làm đau lên đầu gối. Đây là một lỗi sai thứ hai. Lỗi sai thứ ba đó là bạn bước chân quá gần. Có thể là bạn bước chân, bạn không bước tới cuối, gần cuối thảm luôn, mà bạn bước chân quá gần, dẫn đến khi mà bạn vào tư thế chiến binh số 2, người bạn, đầu gối bạn bị đẩy nhiều về trước và người bạn vươn ra theo hướng như vậy, rất là có hại lên đầu gối. Một lỗi cuối cùng đó là lỗi ưỡn phần thắt lưng. Thì mình sẽ tập ngang bên này cho mấy bạn dễ quan sát. Đây là tư thế chiến binh số 2. Mình giữ lưng thẳng, giữ đầu gối vuông góc. Một số bạn thường đẩy hông ra và vươn người, đẩy hết phần thắt lưng ra phía sau và ưỡn lồng ngực như thế này. Bạn hãy cố gắng cuộn bụng vào trong, cuộn và hóp bụng vào trong để giữ cho toàn bộ phần thân của bạn chỉ xuống mặt sàn, vuông góc với mặt sàn, thì bạn sẽ vào tư thế chiến binh chắc hơn và đẹp hơn. Đó là lỗi. Một lỗi nữa khi mà bạn tập tư thế này đó là bạn giơ tay ra qua quá cao. Đây là tư thế chiến binh. Có một số bạn rướn cao và dẫn đến phần cổ của bạn bị chèn. Cho nên để khắc phục được lỗi này thì bạn hãy mở rộng vai ra, mở hết vai và rướn dài ra. Bạn nhìn vào một ngón chân, ngón tay phải, rồi liếc ra sau nhìn ngón tay trái và cảm nhận nó thẳng hàng với nhau. Thì đây chính là động tác đúng của tư thế chiến binh. Đó là các lỗi sai thường gặp khi tập động tác này. Nào, bây giờ mình sẽ tập động tác này lại một lần nữa để cho mọi người nhớ nha. Đứng lên đầu thảm, mũi chân khép lại, gót chân hơi mở, mắt nhìn về phía trước. Chống hai tay lên hông và rút chân trái của bạn ra sau. Xoay hết mặt và người trên mặt phẳng ngang. Từ từ khuỵu đầu gối phải, khuỵu tới mức lúc đầu gối và cổ chân vuông góc. Hít sâu, rồi vươn ngang hai tay và xoay mặt nhìn về phía tay phải. Thở ra, hai tay chống lên hông, thẳng đầu gối trước và bước chân sau, lên trước trở lại. Mình sẽ tập cho chân bên kia. Đứng lên đầu thảm, hít vào sâu, bạn bước chân phải ra sau. Cố gắng giữ cho mép chân phải song song với mép thảm, mặt xoay hết về mặt phẳng ngang, nhẹ nhàng khuỵu đầu gối trái. Tới lúc đầu gối và cổ chân vuông góc, bạn vươn ngang hai tay và xoay mặt nhìn về phía tay trái. Giữ ở đây, hít sâu một nhịp, rồi thở ra, tay chống lên hông, thẳng gối và bước chân sau, lên trước trở lại. Đó là tư thế chiến binh số 2, cách tập và các lỗi thường gặp khi tập động tác này. Cảm ơn bạn đã theo dõi Dog Yogi Travel VN. Nhớ bấm nút subscribe, bấm nút like ở bên dưới và theo dõi bài tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người.